Bộ đội Cụ Hồ là cái tên trìu mến mà nhân dân đã dành tặng cho quân đội nhân dân Việt Nam. Làm gì có dân tộc nào trên thế giới mà cả nước gọi nhau là đồng bào, gọi lãnh tụ của mình là bác, gọi đại tướng tổng tư lệnh của mình là người anh cả, và gọi người lính trong quân đội của mình là bộ đội Cụ Hồ. Đó là niềm tự hào, là giá trị độc đáo và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Bởi lẽ, tên gọi thân thương ấy đã đầy đủ được ý nghĩa của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh. Thời gian trước cách mạng tháng 8, đồng bào ta vẫn gọi các đơn vị vũ trang là bộ đội ông cụ. Nhưng sau này khi biết tên ông cụ đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên nhân dân ta đã chuyển cách gọi thành bộ đội Cụ Hồ. Cứ như vậy, tên gọi thân thương đó từ chiến khu Việt Bắc đã lan rộng ra cả nước từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vô cùng kính mến của dân tộc ta và đảng ta, người là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Những gì gắn bó với cuộc đời người, được người chăm lo đều có ý nghĩa cao quý vô cùng. Vì vậy, nhân dân ta muốn gọi quân đội của mình phải là Bộ đội Cụ Hồ. Và Bộ đội Cụ Hồ là ai? Câu trả lời, người lính đó đây. Một người đàn ông gần như vô danh và không có một thứ nào trên người ông có trị giá hơn 500.000 đồng. Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói ghém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc xe BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ, những người đang hưởng tự do và độc lập miễn phí từ ông, cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị tổng tư lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế. Không một thiên đường với các trinh nữ hay vàng bạc nào được hứa hẹn cho ông nếu ông đem đánh đổi sự sống chết của mình trong khi chiến đấu cho Tổ quốc. Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công. Ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội, nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của Tổ quốc ta, chứ không phải là Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay là Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy đang ở trước mắt bạn, người lính Cụ Hồ. Trong tấm ảnh là một người lính già dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm km đang đợi bên ngoài nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị tổng tư lệnh của mình một lần cuối.